Vô đây đầy không? Hello, chào mọi người. Bây giờ mình đang đứng ở trước cửa nhà thương của Animal. Hôm nay mình đem Lucky đi lại đây là để mổ, để Lucky khỏi có con và khỏi đẻ được nữa. Bây giờ mình đi vô nha. Mình có hẹn 10 giờ sáng. Lucky, bạn đâu Lucky? Bây giờ thì mình và Lucky đang ngồi đợi để Lucky đi vô gặp bác sĩ. Và bác sĩ sẽ khám sức khỏe cho Lucky có đủ sức để mổ không. Nhưng mà mình nghĩ Lucky đủ sức để mổ ngày hôm nay. Lucky đã vô phòng số 2 rồi. Và bây giờ mình đi về. Khi xong á, người ta sẽ gọi mình và tới đón Lucky về. Bây giờ ở nhà thương gọi Lucky đã mổ xong rồi. Và bây giờ mình đang đợi đón Lucky về. Lucky còn đang ở trong và vài phút nữa Lucky sẽ ra ngoài đây và chở Lucky về. Yeah, Lucky come out, Lucky kìa. Lucky quật cái đầu kìa. Oh yeah, Lucky. Oh, are you hurt, Lucky? No, no, don't hurt. And just be careful. Okay. Older. Okay, be Lucky. Thương Lucky nha. Sexy, em ao quỳ đó nha. Ao quỳ đó nha, Lucky. Ôi, thương nhiều nha. Ôi, vậy hả, em rung mà không có, đi về nhà mình nha. Go home, ok? Em go home, ok?